Tinh Hoa Đạo Đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay, mình sẽ gửi đến quý anh chị và các bạn bài pháp An Yên Cuộc Đời. Nhiều người cứ mãi đắm say, quay cuồng tranh đấu mỗi ngày đi qua, hơn thua chấp ngã tôi ta, không kìm, không chế, tâm tà đi hoang. Xuất ngôn hành động sỗ sàng, luôn cho mình đúng chẳng màng chi ai, suốt ngày truy vết tìm sai, không thông không hiểu dẫu ai dãi bày. Chạy theo nghiệp khổ ngày ngày, ngậm cay nuốt đắng chứa đầy vào tâm, có khi nhận thấy sai lầm, nhưng lòng cố chấp lại cầm phần thua. Suốt đời cứ mãi ganh đua, suốt đời cứ mãi hơn thua trần tình, suốt đời cứ mãi chiến tranh, trong vòng luẩn quẩn vô minh khởi đầu. Con đường nối những nhịp cầu, 12 bến nước đục ngầu nhân duyên, thường thay những kẻ đảo điên, Phật Đà đã dạy đã tuyên lâu rồi. Luân hồi nghiệp mãi cứ trôi, tâm tư trạo hối đứng ngồi không yên, bao giờ mới hết tình riêng, bao giờ mới được an yên cuộc đời. Vĩnh Quảng, kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.